Trưa 16 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nam thanh niên sau khi xuống giếng sâu 30 mét lấy máy bơm. Hai nạn nhân gồm anh Điểu C, 32 tuổi và Điểu Trờ, 30 tuổi, cùng là người dân tộc Stiên, ngụ thôn Bình Hà, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Theo thông tin ban đầu, chiều 15 tháng 8 phát hiện máy bơm nước dưới giếng của nhà bị hỏng, nên anh Điểu C trèo xuống giếng sâu 30 mét, rộng gần 1 mét để lấy máy bơm lên sửa chữa. Tuy nhiên, sau gần 1 tiếng không thấy anh C lên, gọi mãi cũng không thấy động tĩnh, nên hàng xóm của anh C là anh Điểu Trờ trèo xuống giếng để tìm anh C. Khi anh Trờ xuống được đến nơi thì cả hai không may bị liệm luôn dưới giếng sâu và tử vong sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an địa phương triển khai cứu hộ. Sau hơn 1 giờ ứng cứu, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa hai nạn nhân lên mặt đất.